chúng ta đâm trúng người nó rõ ràng luôn, thiệt tình á. Súng mà sao đâm ba súng phải bắn chứ. Anh bắn trúng. Thấy chưa, mày thấy chưa, mày thấy cái gì chưa? Thấy chưa? Trời ơi. Trời, cái gì mà trời luôn á ba. Xin vĩnh biệt, xin là xin vĩnh biệt của Vami. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Vami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Vami sẽ quay trở lại với cái game đếm thúi game dành cho những người đếm thúi, Murder Mystery 2 cho bài game đếm thúi nha. Nghe nghe nhột không? Nói câu đó nghe nhột không? Không, tao trong sạch mà. Trong sạch. Đây nè, đây nè. Bà bằng chứng là mày thấy nhân phẩm tao không? Tao mới mở cái rương cái nó cho tao cái đồ epic, cái đồ rare liền, thấy không? Vậy là chứng tỏ hôm nay là nhân phẩm tao tốt. Ừ, để coi lát có điếm thúi không, nhân phẩm hay không, đâu liên quan tới điếm thúi. Điếm thúi đâu liên quan tới nhân phẩm đâu. Ờ, thưa chú, chạy sao đồng thế. Tôi không quen anh nha. Màu gì, em Serif kìa. Bravo Serif. Nó giết mình rồi. Cái gì ấy, màu xanh nó đâu ra vậy. Ủa, nó vừa mới vô, sao xui ghê, ta gặp nó liền ta. Tại mày xui, bắn nó đi em ơi, bắn nó đi. Ui, sao dao nó phóng ra ngoài này ghê vậy. Rồi, tới công chuyện. Ui, sao nó gần đây vậy? Trời ơi. Cái súng đâu ông nào, cầm súng chạy mất xác rồi. Không, nó đang bắn mà nó núp ở sau lưng kìa. Cái gì vậy? Mặt đi. Mày đừng làm có sợ ba. Ui, sao nó đi qua bên đây rồi? Chạy đi mấy đứa, chạy. Rồi, xong nó phóng vào chết mấy đứa rồi. Chạy. Đúng rồi, chết màu rồi, cầm súng chết luôn. Ố là lá hả? Trời ơi, cái ông cầm súng nào lá ghét luôn á chị. Khó chơi lắm. Hobby còn này không bao giờ có thắng được luôn á. Thôi anh bớt điều đi, hobby còn này bữa núp lùm chọt. Núp lùm đâu? Toàn mày làm cứ hết cứ có hobby còn là mày làm không, mày coi không được làm miếng nào luôn á. Ôi mày đừng nói như vậy, lỡ tao làm sao? Thì đồ đi đó. Mày phải có niềm tin lên. Thôi tao không có giết người đâu, tao là kẻ lương thiện. Đấy, innocent liền, trong khi tôi 11% mà tôi không được làm, thấy chưa? Thôi bớt deal đi bạn ơi. Trong cái game này là không có tin được bố con thành nào hết. Chuẩn luôn. Ủa mày nói câu hợp lý á Vami. Hợp lý. Nhưng mà tao đi rồi, tao mất tiêu rồi. Ui, chụp cái gì vậy? Bắn hồn. Cái gì vậy? Em mơ đơi nha. Cái gì vậy em mơ đơi? Mày lên tiếng gì trời? Em là ai vậy? Ôi có thằng cầm súng. Ở thằng nào cầm súng? Nó. Áo bạc. Áo xám. Á, mày là murder đúng trời không? Trời ơi là trời, cái con mà áo màu nâu đó, nó cầm cái súng, nó cầm vũ khí kìa mẹ. Anh nào đó. Áo nâu. Ê. Trời ơi áo xám, đâu áo tim đâu ra trên này nữa vậy? Áo xám, tao đi với tao rồi. Ủa? Ủa sao hồi nãy con thấy áo nâu mà sao giờ chuyển qua thành áo xám được ạ? Ủa không lẽ là có. Áo xám nó cầm dao, cầm súng mà. Đâu, áo xám nó cầm dao. Trời áo xám này hả? Trời áo xám kia. Trời ơi, áo xám tím. Trời cái áo này, trời ơi cay. Ui, thế nhờ. Ui, cái gì vậy? Hết hồn. Tôi nhìn lộn. Rồi mày chết chưa? Tao chết ngắt rồi. Ui giời ơi. Trời hồi nãy con áo xám nó cầm súng, mình đi theo con áo xám ai ngờ thằng xám này, trời ơi. Thằng xám này cầm dao còn xám này cầm súng. Hay thế, có người lụm súng rồi. Yeah. Áo xám. Kìa, nó còn sống không ta? Áo xám tím. Đúng rồi, nó biết rồi, ngon quá. Bắn nó đi. Báo thù cho thằng Vami. Tao sẽ báo thù giùm mày. Tao sợ lộn, tao sẽ kêu thanh niên này báo thù giùm mày. Cái gì vậy ba? Mày đâu rồi, tao gì? Bắn nó đi. Đúng rồi, bắn. Hay quá. Trời ơi. Trời ơi, tự nhiên tôi vô tôi gặp báo xám chi vậy? Good job. Good job amazing. À. Xin vĩnh biệt cụ Vami. Xin là xin vĩnh biệt cụ. Phá hiện anh núp cũng chết mà lò ra cũng chết. End studio đi. À không, mi bắt đi. Mi bay đi. Cái trò cái map này dễ điếm thúi lắm. Mi bay là quỷ gia nó chuyên gia làm luôn nè. Bậy, à, không rồi. Có đâu. Bạn hãy nhớ lại thời xưa ấy. Không, nãy giờ nhân phẩm ta vẫn có, ta vẫn quy như thường, thấy không? Mày chết nhí. Ừ. Xin vĩnh biệt cụ Vami. Vô. Rồi, tao à. Innocent nữa nè. Bảo đảm luôn Innocent nữa. Ý, trời ơi, có khai, có sai đâu. Đẹp luôn á. Đi, thôi, anh im mềm mồm đi.
Anh im em ơi, đi, bớt đi đi. Thiệt mà, do Chantui murderer 12% nè, mà không được làm. À, giờ nó cầm dao. Sao nó á, game nó sao quá, game nó có gây thù thuốc oán gì với tôi. Mấy bạn né mình ra mấy bạn ơi, mình không. Ê, tao thấy, tao thấy, tao biết thanh niên Serif rồi, tao biết thanh niên Serif rồi, tao đang đi theo thanh niên Serif nè. Thanh niên Serif màu gì? Serif màu xanh lá cây kìa, nó kêu kìa. Cái thằng Romeo and Juliet đấy. À không, à, Romeo thôi nha. Romeo. Chứ Juliet màu khác, Juliet màu khác nha. Juliet màu khác. Kia. Bậy. Juliet tao màu. Tao đứa khác. À, cái gì? Không, tao té, tao té. Chờ. Mày bị điên rồi. Mày bị điên rồi. Tụi nó đâu hết rồi ta? Nó cầm cái gấu bông ra. Ê Bami. Có khi nào tao mua cái con gấu bông xong rồi đứng trước cái thằng Serif cầm gấu bông ra nó cứng cầm dao nó bắn cái đùng chết luôn không ta? Có gan. Cứ lo đồ hàng ra là bị đò thọt liền. Ủa, nguy hiểm nha. Nuôi như cái vậy? Bị bói, giờ trong đây đông lắm nè mà không biết mày là thằng nào nè. Thôi mày đừng có biết tao, mày biết xong mày đâm tao chết cũng vậy à. Nữa đã nói là hôm nay tao là người tốt. Trời ơi. Cầm dao kìa. Giết nó đi. Ủa đâu phải, đâu phải dao đúng. Ủa, không? Đâu phải dao cái gì khóa mẹ ơi, thằng điên. Quá trời má ơi, cầm cái đó dễ bị bắn lắm á. Quỷ ga nó hay dụ dỗ, nó im im bắt đầu đứng quyền bày chung nhau cái nó thọt người ta nè. Xanh vàng. Áo tím. Ủa sao cái này nó bí ẩn thế nhờ? Anh nào cho kia. Ghê. Ghê. Ghê bắn ai dữ luôn ghê. Trời, cái gì xảy ra vậy? Điên rồi, con nó con gì vậy? How? How? Ôi không biết luôn á, bắn bậy. Ôi ôi thanh niên bắn bậy. Trời ơi. Trời ơi, thanh niên bắn bậy của năm. Trời ơi, tôi không tin là thanh niên này bắn bậy được luôn á thầy. Trời ơi, đứng vòng vòng không ra luôn. Nó bắn bậy á, nó bắn bậy á ba mi, nó bắn bậy. Tao cũng nghĩ bắn bậy luôn, nguyên đám đang đi nó không bắn mà bắn. Mention. À ok cũng được. Trời ơi, đi vô nghĩ sao cái đám vô kéo vô khách sạn làm gì trời. Khách sạn vô chơi Switch game. Đâu, Switch game làm gì có trong khách sạn ba. Thì mình vô mình tự tạo trong đó. Ồ. Mình đi trên lan can đồ. Đó, mình nè bây giờ, nè bây giờ chơi Switch game nè. À, rồi. Nhân vật chính, trời ơi, sao nhân vật phụ hoài vậy. Không được làm Serif luôn á chứ. Cay nhỉ. Mình được làm nha mọi người. Mình được làm Innocent nè. Chứ không phải Serif hả? Tao cầm súng rồi, tao bắn mày đầu tiên. Ôi sao mày biết? Ôi, what the hell? What the hell? Màu gì? 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 Màu gì vậy? Màu gì vậy? Màu gì vậy? Nâu, nâu tóc vàng, nâu tóc vàng. Nâu tóc vàng. Ok. Má ơi. Đó, trời ơi, nó phóng em. Nó phóng cái gì ghê vậy? Đủ đã nó em biết rồi. Nó xuống rồi, nó xuống rồi. Bà mày ơi, nó xuống rồi. Phải lụm súng chưa? Chưa, có súng rớt đâu mà lụm. Ui, đúng rồi, con nâu cấp vàng. Con này con gì? Con hồ tiêu. Trời ơi, cái map hồ tiêu, cái con hồ tiêu rồi, cái súng rớt rồi, À, tới công chuyện rồi. Nó phải nhảy ra ngoài mà lụm súng được. Cục gì luôn rồi chứ tới công chuyện gì nữa. À, hay quá, có người lấy súng, Ai lấy súng đi, em đi né. Yeah, trời. Ủa tao bắn chúng nó trước khi nó giết tao luôn rồi mà, sao kỳ vậy? Kìa. Ê Bami súng đâu vậy? Bami súng đâu vậy? Súng đâu vậy? Súng ở dưới cái tầng dưới, trời tao đụng được, tao bắn chúng người nó cái đùng luôn rồi, xong rồi nó đập tao là sao? Mà sao nó không chết? Thằng hại quá ba, mày cầm súng mày còn chết thì còn gì để mày nói nữa đâu. Tao cầm súng tao đâm chúng người nó rõ ràng luôn, thiệt tình á. Súng mà sao đâm ba, súng phải bắn chứ. Anh bắn trúng. Ê chưa, mày thấy chưa? Mày thấy cái gì chưa? Thấy chưa? Trời. Trời cái gì mà trời? Luôn á ba. Xin vĩnh biệt, trời xin ơi. Là xin vĩnh biệt của Vami. Ức nhờ, Yeah. Good không Vami? Good. Tại nó hôm nay nhân phẩm tốt lắm. Hao 2 nè, Hao 2 nè. Hao 2 là cái hồi nãy mới chết luôn đó bà. Hay thế à. Tôi cầm tôi bắn trúng người nó gõ gàng luôn. Trúng gì này. Thôi. Chật là cứ chật chứ trúng cái gì. Mày cãi chi cho khổ chứ không biết nữa. Gỡ gàng gì gàng. Rồi bây giờ đến coi. Lại Innocent nữa nè mọi người ơi. Thiệt luôn. Trời ơi, con nó đại cung dung đó hả? Nó hoài luôn á ta ơi. Thiệt hết chứ. Game gì bắt đầu làm người mọi người cốt ơi, mọi người né nhau ra đi mọi người ơi.
Ôi 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 sao đông vui vậy, sao đông vui vậy? Ôi thôi 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 thôi. Chạy 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 chạy. Nó thường ơi. Thôi 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 thôi. Đừng em ơi, vậy ơi. Chạy. Chúng ta đừng nhìn nhau bằng ánh mắt như vậy. Chạy 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 chạy. Ê mày có hay nghe cái thọt chưa? Hả chưa chưa chưa. Xin vĩnh biệt cụ và mi. Mất vĩnh biệt đi má. Alo. Xin gặp mặt cụ họ đã gặp chi trời. Trong này gặp là chết đó trời. Họ né luôn đi. Đó! Đó, 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 tao mới nghe, tao mới nghe. Cái tiếng gì? Dạ! Xin là xin vĩnh biệt cụ kia. Ta đoán không sao chứ. Xin là xin vĩnh biệt cụ kia. Ừ, mày sống cho tao coi đi, mày sống cho tao coi đi. Mày chết đi. Mày ngon mày chết đi, tao thích mày chết đó, chết đi. À, ok, 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 nó bên kia, nó bên kia. Cảnh sát đừng chết, cảnh sát áo màu đen, cảnh sát đừng chết. Đừng chết, tao nghe nó đâm. Trời, nó cầm quá. Nó cầm cái dao hai cái của tao mới ghê chứ. Thiệt tình. Bắn cái đèn cảnh sát ơi. Cây nhờ. Không thả súng này nó bắn cho. Mệt mệt. Bắn đi, xác kia nằm đâu rồi. Bậy bà. Bậy bà, thanh niên bậy bà kêu tôi là murder. Bậy bà. Ủa tụi nó kéo nhau đi đâu hết rồi. Mới chết đấy. Mới chết đấy. Kia chết rồi à. Cười quý ga xin vĩnh biệt cụ ba mi vừa nói xong bị bắn chết. Cái sáng rồi. Bình bạn có 100 mấy bạn điêu á bạn ơi. Đâu bình tao cái 160 mấy lận. Nhiều lắm. Nhiều ghê. Bình tao 130 mấy bình mà 160 mấy nhiều ghê. Đã có những lời chúng tôi đã cố gắng chơi trong những cái game bình mười mấy ngàn. Innocent nữa ba mi ơi. Innocent. Innocent, innocent. Trời ơi, con sợ lắm luôn á, con sợ con không muốn đi gặp mấy đứa này luôn á. Thời. Không mày điêu á mày ơi. Thiệt. Mày đi giết người ta thì có. Thôi, cái bà bảo xanh mày chạy lên đây chi vậy bà. Trời ơi. Tôi chết là vì bà đó, bảo xanh. Mày làm màu gì, mày làm màu gì. Mày hỏi tao chi. Wow, áo xanh thì kìa, áo xanh, áo xanh, áo xanh mạ, áo xanh mạ. Xanh gì, xanh gì, xanh nhạt á, xanh nhạt á, xanh 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 nhạt đậm á. Má đã xanh nhạt còn đậm mày đi rồi. Không phải, gọi là xanh 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 mạ, xanh mạ, xanh mạ, xanh mạ. Xanh mạ nhạt. Chính xác giùm tao đi, mà chính xác giùm tao đi không rồi, chết đó. Chính xác là xanh mạ nhạt. Rồi con nói rồi đó, xanh mạ nhạt. Tóc vàng đúng không? Tóc gì tao không nhớ. Không phải tóc đâu Fami ơi, tóc đâu, tóc đâu môi chầm, tóc đâu môi chầm. Tóc. Trời ơi. Tao đang cầm súng, tao bấm số 1 để nó lên cây súng. Nhưng mà nó dính đâu riêu đi cây lũ rẻ nó không ra cây súng. Trời ơi, sao đây tôi xui vậy? Wow. Cây ơi là vui đi cây. Xin là xin vĩnh biệt cụ. Tao chết luôn rồi nè Fami ơi, tao chết rồi. Đi mày vững vĩnh biệt đi. Ủa kia nó giết người hả mày? Mày ra màn hình đúng đi không, đúng không? Ra màn hình đi, ra màn hình đi, ra màn hình đi, ra màn hình đi. Vướng dù. Ra màn hình đi, bấm, 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 bấm space tay ra màn hình đi. Rồi bấm máy tay nè. Bấm số 1 không ra cây mà phần trăm mày cao lắm đúng không? Mày phần trăm bao nhiêu? Mày cũng 17 chứ nhiêu? Tao cũng 17 mà khác gì đâu. Khổ lắm mọi người. Game này bảo đảm mình không được làm innocent đâu, thề. Thôi cái câu này nghe quen lắm. Nói gì? Cái game này bảo đảm mình không được làm innocent không là sao? Đấy! Ủa, đúng rồi, không được làm murder chứ quên, không được làm murder. Rồi, mày nói rồi đó là giờ mày được làm rồi đó. Xin đâu đúng rồi, tao làm murder nè bà mày ơi. Mày màu gì? Mày màu gì để tao biết tao né. Cho nó thông gia chứ ơi. Mày nói đi mày màu gì đó, tao cho mày con được cơ hội sống. Thôi, anh bích điêu lại. Mày chỉ cần nói tao biết mày màu gì đó tao né thôi. Chứ hồi nãy tao mới làm serif mà dướng Unique cây là mày biết rồi. Ơ kìa. Má mốt tao chơi Roblox có thể tao xóa luôn cái Unique cây. Tao giết chay luôn, tao không giết dấu luôn, tao giết chay luôn. Giết chay luôn hả, giết chay xong tao hiểu ba. Giết tiếng Anh luôn mày. Mà. Ghê hả? Không hợp lý chút nào. Ơi, đâu vậy? Sao mọi người đi nhau đông vậy? Đừng nào. Đừng nào. Đó. 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 Ai chết ai quá trời rồi. Tao chưa nhìn thấy mặt nó mày ơi. Nó đi sát cuộc đời tao luôn. Ôi chết quá chết luôn. Ôi ôi. Tay cái súng rồi, tay cái súng rồi.
Ôi chết quá trời luôn, rồi ôi mày xuống kịp á, thằng cột tóc, cột tóc. Ôi chết quá trời, ủa mày chết rồi hả? Má tôi la như một con điên. Há quỷ gà nó giết hết luôn thề. Ông lỡ tao chết sao ba? Mày đang giết người thì mày chết đường nào, mày cầm cái dao kìa. Uầy, ôi ôi hết hồn. Delay thấy chưa? Má thằng dao không delay tức ghê. À mẹ tôi đáng đúng không? Trời ơi. Xin là xin vĩnh biệt cụ và trời ơi, nó kia nó không giết tôi mà nó vẫn giết, trời ơi. Ôi đúng rồi, con cho mày sống 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 dài nhất rồi còn muốn gì nữa. Dạ con mắt mày bị điên rồi. Mày điên thật rồi. Ê, bullet station, bullet station. Rồi, vô. Ngắm ngay anh kia mà không trúng, trời sao trúng được em, trời đùa hoài. Chúng là anh chết nãy giờ rồi, không chúng là mới có cái cơ hội để nói. Lay đó em, bởi vì khổ cảnh sát. Bởi. Rồi. Ê Bomi, 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 strip, 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 tao strip. Đóng cửa em nhúp luôn trong đây được không? tao strip Bomi ơi, chỉ tao strip. Bây giờ mày nói thằng murder là thằng nào đi chứ bây giờ. Trời, tao mà biết murder nào chứ tao chết luôn rồi. Áo xám nha, trời áo xám á. Mày đi. Rồi tìm đi, tìm đi, thằng murder là thằng nào? Tao cũng xám này, giờ mày hỏi xám là xám nào? Ui cái gì vậy? Sao đứa nào cũng bu bu đông được thúi vậy? Tao đứng kén xám chứ coi, xám ơi. Né ra, né cuộc đời tôi ra. Mày tên là gì? Mày cứ biết tao xám được rồi, mày hỏi tao chi? Tao sợ lắm biết không? Cái gì ba? Tao sợ đó. Đi sợ mà. Ý, anh màu gì đây? Anh màu gì? Anh màu gì? À rồi, ok. Kỳ A ơi là kỳ A. Mày kêu tao cái gì? Tao mà chết là tại mày đó nhé. Thì mày phải chỉ coi thằng đó là thằng nào để tao chỉ để tao hỗ trợ. Nhưng mà nãy giờ nó chưa giết người. Ừ, hay nó không, tao không biết nó có giết người hay không nữa mà. Nguyên đám đang đi lo cò bên đây mà tao vẫn chưa thấy đứa nào cầm dao, tao đi trước mày đây. Mày chát lên đi kêu murder giết người đi. Thôi tao vừa bấm bàn phím là tao chết liền đó. Sao biết? Có người chát kìa, hỏi kìa, thấy chưa? Độ phóng dao nó lẹ lắm. Đó! Đó, thấy chưa? Ở đâu vậy? Chưa thấy. Ê, sao? Ôi! Ghê, đứa nào vậy? Ôi ôi! Ui giời. Đó, thấy không? Thấy ghê không? Tôi rung là tôi sống thấy chưa? Ui giời ơi! À, nó là tango mà nó khen nó màu xám, con điên, lụ nạn đó. Rồi! Trong khi... Hên thui em! Trời ơi! Innocent thấy chưa? Innocent thấy rồi. Chưa? Mày đặt Innocent thấy chưa đồ? À, má mày rộng lắm á. Đứng xa xa nhau ra đi mấy bồ. Sao biết? Cái map này mày không thấy chà bá hả? Thì nó chà bá thôi chứ nó có cái gì đâu. Quê. 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 Sirip ơi cho tôi đứng ké với tôi sợ quá Sirip ơi. Mày màu gì ba mấy mày màu gì? Gì? Để tao kêu mà, người để tao kêu murder đi lộn để tao kêu Sirip đi bắn mày chứ chi. Mày điên thiệt rồi. Ê, hết hồn. Trời ơi, ghê quá. Đừng né nhau ra đi mấy ba ơi. À, đứng bù đồng địch thúi dễ chết lắm nè, đứng bù đồng địch thúi nè. Đó. Tôi thấy là một đống đứa bù đồng địch thúi. Mà đợt... Đó, thấy chưa? Trời ơi, thằng nào vậy? Không thấy luôn. Áo nào? Ôi, áo kiếm nhạc. Hay quá. Mẹ ơi. Bà bì đúng không? Chiều hôm kia anh đang đi vòng vòng. Bà Bi à,
và vì khốn nạn lương thiện quá mà không thấy là cảnh sát đâu luôn, ta lùi luôn. Xin là xin bên biệt cũ, biệt cũ thật sự luôn. Ai là thiệt cái tình đó. Okay, các bạn thì hai đứa mình sẽ dừng video đây nha. Hôm nay tôi xui quá mấy ông ạ. Ai các bạn thích video này thì là hai đứa mình một like một share nhé. Rồi giờ có hai đứa mình để nhận nhiều video mỗi ngày nhé. Bye bye mọi người. Bye bye. Ủa, chỗ này có đường vô nè. Oh, yeah. Kìa đấy.